Đây là chương trình Sống Đúng Chánh Pháp, một nhu cầu căn bản trong đời sống. Kính thưa quý vị, chương trình này sẽ chia sẻ đến với quý vị những giáo pháp căn bản do Đức Phật chứng đạt và khai thị. Và hy vọng qua chương trình này, quý vị sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn, một quan niệm rõ ràng hơn về Đạo Phật. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Viên Lý, chúng tôi là Nhật Tường và Diệu Hằng. Xin kính chào quý vị và mời quý vị theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, hoài bão của chư Phật là cũng muốn cho tất cả chúng sanh thoát ly sanh tử, chấm dứt luân hồi. Cũng vì cái hoài bão đó, Ngài mới thuyết giảng kinh niệm Phật Ba La Mật để giúp cho những người niệm Phật được vãng sanh tịnh độ. Và trong kinh đó, đặc biệt Ngài đã chú trọng vào cái 10 tâm thù thắng để trang bị cho chúng ta những cái công đức để mình được vãng sanh. Kính thưa quý vị, trong 2 tuần vừa qua, Hòa Thượng đã giảng về 2 phần đầu, tức là chính tâm và thân trọng tâm. Và hôm nay là Hòa Thượng sẽ giảng về phần hồi hướng phát nguyện tâm. Kính mời quý vị lắng lòng lắng nghe lời giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý sau đây. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trong kinh này cũng là cái phần quan trọng nhất là Đức Phật giảng về hồi hướng phát nguyện tâm. Vậy xin thầy giảng cho chúng con cũng như quý khán giả, quý khán thính giả đang theo dõi chương trình thế nào là hồi hướng phát nguyện tâm. Dạ, cảm ơn anh Nhật Tường. Thưa quý vị, nguyên văn của kinh Đức Phật dạy như thế này: hồi hướng phát nguyện tâm có nghĩa là phát động cái tâm trí, không riêng gì bản thân mà cầu xuất ly ta bà luận trượt khổ não. Ngược lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sinh khắp ba cõi sáu đường mà cầu vãng sinh cực lạc, chấm thành tựu Phật đạo để tế độ muôn bề. Đức Phật muốn dạy chúng ta điều gì qua cái đoạn kinh mà chúng tôi vừa trình bày? Rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Phật không muốn chúng ta tu cái pháp môn niệm Phật trong cái tâm trí vị kỷ, nói một cách dễ hiểu là cuồng quá nhiều cái ích kỷ, cái tâm hẹp hòi, không có quảng đại. Cho nên với một cái tâm ích kỷ như vậy thì không thể nào vãng sanh về cảnh giới Tây Phương như là chúng ta phát nguyện được. Chính vì vậy mà mình phải phát một cái tâm trí siêu việt, có thể nói rằng là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm tức là thượng cầu hạ hóa, trên thì mình cầu cái sự thành Phật, và dưới phát tâm cứu độ tất cả muôn loài. Chỉ còn một chúng sinh khổ đau ở bất cứ một thế giới nào đó, chúng ta không riêng chứng lấy cái quả vị Niết Bàn để mà hưởng cái sự an lạc cho riêng mình. Bởi vì cái hạnh nguyện của những người Phật tử là muốn cứu lấy cái khổ của tất cả chúng sinh. Chúng ta tu là vì cái sự khổ đau của tất cả muôn loài, trong đó có bản thân của chúng ta, chứ không phải là chỉ vì cái sự khổ đau của mình mà mình mới tu tập. Bởi vì như vậy thì nó không xứng đáng với cái hạnh nguyện của những người Phật tử, và nó cũng không có ứng hợp với cái bản hồi của ba đời mười phương chư Phật. Đó là cái điều rất rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta phát cái hồi hướng tâm để mà tu tập thì nó sẽ rất là tốt. Tức là mình share all merit, cái công đức ở đây tức là merit, with all sentient beings. Cái đó mới là phù hợp với cái bản hồi của mười phương ba đời chư Phật, và nhất là phù hợp với cái bi trí mà Đức Phật A Di Đà đã thành tựu một cách viên mãn. Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, khi mà mình hồi hướng công đức tu tập của mình cho chúng sanh và thân bằng quyến thuộc, vậy đối tượng mà mình hồi hướng không có nhận được không? Và khi họ nhận được thì mình có bớt đi cái công đức của mình không? Tất nhiên, cảm ơn cô Diệu Hằng. Thưa quý vị, tất nhiên khi mà chúng ta hồi hướng công đức này cho một ai đó thì tất nhiên là cái người mà chúng ta hồi hướng đến họ đều có thể thọ nhận một cách trọn vẹn. Và khi mà chúng ta hồi hướng cái công đức mà mình đã tích lũy bởi những cái công năng tu tập của mình, chúng ta phải phân tích cái phước đức nó có được là do cái sự giúp đỡ một cách bình thường,
chẳng hạn như bây giờ chúng ta giúp đỡ những người nghèo khó v.v. thì hiện đời chúng ta được giàu có, và những cái kiếp trong tương lai chúng ta cũng tiếp tục được giàu có. Đó là cái lý do tại sao mà có một số người vừa mới sinh ra đã trở thành tỷ phú, bởi vì họ thừa hưởng được cái di chúc của ông bà cha mẹ. Còn có những người làm lụng vất vả suốt đời nhưng mà nghèo thì vẫn cứ nghèo. Những cái người mà họ đã tạo những cái phước đức ở quá khứ, cho nên khi mà họ sinh ra, dù ở bất cứ một cái hoàn cảnh, một cái thế giới nào, họ cũng thừa hưởng được cái phước lành đó mà họ sống một cái đời sống giàu có. Còn công đức thì nó được xuất sanh từ ở nơi cái sự tu tập, huân tập. Công đức nó nằm ở trong pháp thân, mà pháp thân thì vô tướng. Câu hỏi là khi mà mình chia sẻ những cái công đức với người khác, mình có bị mất đi hay không? Thì rõ ràng, thưa cô, theo lời dạy của Đức Phật và theo những cái kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được, thì cái công đức mà chúng ta dùng để chia sẻ, để hồi hướng cho người khác, nó không mất, giống như một cái ngọn đèn. Ngọn đèn ở đây, trước mắt chúng ta, nó rất là sáng, và có nhiều cái ngọn đèn khác chưa có lửa. Họ đem cái ngọn đèn chưa có lửa họ mồi vào, và cái ngọn lửa đó, cái ánh sáng của một ngọn đèn đó trở thành hàng triệu ngọn đèn. Nếu mà chúng ta chia sẻ cho hàng triệu cái ngọn đèn thì ánh sáng nó rực rỡ hơn, cho nó tăng, cho nó không có giảm, nó không có mất. Đó là một cái ví dụ thầy đã làm sẵn rồi. Dạ, với Đạo Phật và kính bạch thầy, thì Đức Phật cũng có dạy rằng là mình nên phát khởi cái bồ đề tâm, mà khi mình tu tập được cái công đức gì, mình đều hồi hướng, và cái sự hồi hướng cái công đức của mình cho tất cả chúng sanh, nó có liên can gì hay là nó đã tác dụng gì trong cái việc mà mình niệm Phật để vãng sanh, kính bạch thầy? Bởi vì cái sự niệm Phật để vãng sanh thì chúng ta đặt trên cái căn bản của Đại Bi Tâm. Vì thấy chúng sinh khổ đau mà mình phát tâm niệm Phật để được viên mãn cái hạnh nguyện cứu khổ. Nói một cách khác, mình chỉ có thể vãng sanh khi nào mình tạo những cái phước đức mà lớn lao. Cho nên trong kinh Di Đà đó, Đức Phật có dạy rất là rõ: bất khả dĩ thiểu thiện nhân duyên phước đức sanh bị quốc. Không thể dùng một chút ít cái công đức lành mà có thể vãng sanh được. Có nhiều người nói: thôi, tôi tu niệm Phật rồi tôi đóng thất lại, tôi không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải làm cái gì hết, chỉ nhập thất rồi niệm Phật thì tôi mới vãng sanh. Còn bây giờ mình đi làm những cái việc từ thiện, mình xây dựng chùa chiền, mình bố thí cho những kẻ nghèo khó, nó sẽ làm phân tâm, nó sẽ làm cho mình không còn có nhiều thời giờ để niệm Phật. Như vậy thì mình ích kỷ quá. Mình tu là để vì người khác, chứ không phải là vì bản thân mình. Và nếu ai mà đi tu theo cái con đường niệm Phật, cứ nhập thất hết, thì xã hội này không thể phát triển được. Đúng. Không thể phát triển được. Đúng. Và đạo Phật trở thành cái đạo rất là yếm thế, rất là tiêu cực. Yeah. Mà đạo Phật là cái đạo tích cực, mà muốn kiến lập nhân gian tịnh độ, tức là biến cái nhân gian khổ đau này thành một cái cõi hoàn toàn thanh tịnh, thì chúng ta phải đóng góp cái công sức của mình vào, chứ đâu phải là mình đóng cửa, mình chỉ lo riêng cho cá nhân mình. Như vậy thì đâu phải là cái ý nghĩa của vị tha mà chúng ta đang xiển phát. Cho nên cái mùa lễ tạ ơn Thanksgiving, người Phật tử có thể đóng góp được gì để mà nối lên cái lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với đất nước Hoa Kỳ này. Chúng ta đến đây bằng hai bàn tay trắng, và giờ phút này có nhiều gia đình trở thành giàu có, con cái trở thành dược sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, luật sư, và sở hữu chủ của những cái công ty rất là lớn, là nhờ nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng cái bàn tay đón nhận chúng ta. Thì cái mùa lễ tạ ơn này, bằng cách nào để chúng ta thể hiện được cái tâm biết ơn của mình? Thì đối với những người Phật tử đó, xã hội hiện nay đang
đối diện với không biết bao nhiêu khủng hoảng, bạo hành, khủng bố vân vân. Cái tệ nạn xã hội nó xảy ra có thể nói rằng là gấp đôi, là gấp ba. Thì mình sống bằng một cái đời sống thanh tịnh, sống bằng một cái đời sống Phật, không có tham lam, không có sân hận, không có si mê. Chẳng những không tham lam mà cố gắng bố thí, chẳng những không sân hận mà phải làm thế nào để chặn đứng chiến tranh, để giúp cho thế giới chung sống trong hòa bình, vân vân. Cái đó chính là cái sự đóng góp lớn của chúng ta đối với đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng ta chỉ có thể đóng góp để giúp cho thế giới nhân loại chung sống hòa bình khi nào mà chúng ta diệt trừ được cái tham lam, sân hận, si mê. Cái đó rất là quan trọng. Xin cảm ơn thầy. Thì nói chung là chúng ta tu không phải cho chúng riêng mình mà phải chung cho, tu cho nhân loại. Chắc bây giờ mình tạm ngưng chút xíu, một lát nữa sẽ hồi tiếp. Xin quý vị quan hệ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trả lời trong chốc lát. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Mời quý vị. Tiếp theo, xin tiếp theo thưa thầy, cho con xin hỏi rằng hồi hướng và hạnh bố thí nó giống nhau và khác nhau chỗ nào? Cảm ơn cô Diệu Hằng. Thưa quý vị, cũng trong cái đoạn này đó, Đức Phật dạy là chúng ta phải đem tất cả những cái công đức mà chúng ta gặt hái được từ lục độ ba la mật, hoặc nhớ là từ tứ nhiếp pháp, vân vân. Những cái đó sau khi mà chúng ta thành tựu được thì tất cả những cái công đức chúng ta không giữ riêng cho bản thân mình mà chúng ta hồi hướng. Thì cái hồi hướng ở một cái nghĩa nào đó nó cũng có phần giống với bố thí, tức là chúng ta phát tâm, chúng ta trang trải tất cả những cái gì mà chúng ta có được để chia sẻ với những người khác. Mặc dù nói ở trên một cái bình diện tuyệt đối thì mình không cần phải có những cái phân tích, nhưng mà ở trong một cái giới hạn mang cái tính tương đối thì tất nhiên là khi chúng ta phân tích kỹ thì nó có cái điểm tương đồng, có những cái điểm không tương đồng, nhưng mà cái điểm này không quan trọng. Thì ở đây cái điều quan trọng là chúng ta không có sống với một cái tâm lý ích kỷ, với cái tâm lý vị ngã, mà bằng tất cả cái tâm lòng vị tha, đem hết cái tâm từ bi, làm tất cả những gì mà mình có thể làm được, ngay những cái điều mà mình tích lũy được, cái gọi là phước đức, cái gọi là công đức, dù mình phải khó khổ lắm mình mới tích lũy được, nhưng mà cuối cùng mà chúng ta không giữ riêng cái công đức đó cho chính bản thân mình, mà chúng ta hồi hướng cho tất cả muôn loài. Thì đây là một cái tâm nguyện của những người Phật tử chân chính. A Di Đà Phật, rất cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, về kính bạch thầy, về cái phần mà hồi hướng phát nguyện tâm này trong cái 10 tâm thù thắng thì Đức Phật giảng hình như là cái đoạn này là hình như là có thể là ngắn nhất so với các đoạn khác. Thì chắc có lẽ là thầy cũng đã bao hàm những cái ý nghĩa trong cái thời gian mà rất là hạn chế hôm nay. Vậy trước khi mà mình chấm dứt cái đề tài hồi hướng phát nguyện tâm, thầy có điều gì kính gửi đến quý khán thính giả? Cảm ơn anh Ngọc Tường và cảm ơn cô Diệu Hằng. Thưa quý vị, dù chúng ta tu tập bất kỳ pháp môn nào, thì cái điều quan trọng ở đây mà chúng ta cần phải tri nhận, chúng ta cần phải ý thức rõ, đó là chúng ta tu không phải chỉ cho chính mình, mà cái cứu cánh của cái sự tu tập đó là để đoạn trừ cái khổ hoạn của tất cả muôn loài. Vì muốn giải thoát cái sự đau khổ của tha nhân mà chúng ta tinh tấn nỗ lực để mà tu tập. Do vậy mà đặc biệt đối với cái pháp môn niệm Phật này, chúng ta phải hồi hướng để phát nguyện, đem những cái công đức thù thắng hồi hướng cho tất cả chúng sinh và phát nguyện được vãng sanh về thế giới an lành của Đức Phật. Ở đó không có sanh già bệnh chết, không còn có đau khổ nữa. Thì đây là cái điều rất là quan trọng mà Đức Phật đã minh thị. Chúng con rất cảm ơn thầy đã ban bố thời pháp và hồi hướng phát nguyện tâm. Mời Diệu Hằng. Dạ thưa anh, thì cái này giống như
ông bà thường nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Một người tu, mỗi người tu một chút rồi chúng ta cùng hồi hướng công đức cho chúng sanh thì chia ra mỗi người mỗi. Hôm nay con học được rất là nhiều, tuy cái bài này rất là đơn giản, thì con chỉ hy vọng quý khán giả cũng có thể nghe được và hiểu được những cái này, lời này của thầy. Như là Phật, kính thưa thầy, bây giờ mình có thể là con thầy hỏi thầy về cái đại hội đó thưa thầy, đại hội chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do Văn phòng Hai Viện Hoa đạo tổ chức vào ngày 18, 19 và 20 tại chùa Điều Ngự, có thể nói là rất là thành công. Nay nhìn lại thì đại hội đã coi như đã kết thúc. Xin thầy ban bố cho chúng con cũng như quý khán thính giả một cái nhìn tổng quát về đại hội. Cảm ơn anh Nhật Tường. Thưa quý vị, đó, do cái sự đóng góp kẻ công người của chân nhân của những người Phật tử địa phương mà quý đại biểu từ khắp tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong đó có những đại biểu từ Úc Châu, Canada, Âu Châu mà đã giúp cho đại hội chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành tựu một cách viên mãn. Đại hội đã suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ lên ngôi vị đệ ngũ tăng thống, và Hòa thượng Thích Viêm Định là vị tông viện trưởng của Viện Hóa đạo. Thì chúng tôi hết lòng thâm tạ sự đóng góp quý báu của tất cả quý đạo hữu, và đặc biệt xin trân trọng tri ân các vị dân cử, các vị đại diện cho các đoàn thể tổ chức, quý đồng bào và Phật tử đã dành thời giờ quý báu đến để tham dự đại hội cũng như tham dự buổi lễ suy tôn và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho nền an ninh của Đông Nam Á, cho lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam được vẹn toàn, và nhất là cho pháp nạn quốc nạn sớm được giải trừ. Nói chung, đại hội sở dĩ thành tựu được là do cái sự đóng góp của tất cả mọi người. Như là Phật. Dạ, kính bạch thầy, điều mà làm cho con xúc động đó là vào cái buổi cầu nguyện cho quốc thái dân an, pháp nạn quốc nạn được giải trừ đó, thì hôm đó là trời mưa, nhưng mà cái sự ủng hộ của Phật tử đó, mặc dù cái bằng không còn chỗ đậu xe mà vẫn chạy tìm chỗ đậu xe, không ngại mưa gió đến mà ủng hộ cho buổi cầu nguyện đó. Và trong cái buổi cầu nguyện đó con thấy rất là trang nghiêm. Tiện đây thì con xin hỏi thầy là sự nhận xét của thầy về cái buổi cầu nguyện đó, có những cái điểm nào mà thầy muốn chia sẻ đến quý khán thính giả hay không? Cảm ơn anh Nhật Tường. Chúng tôi thấy tất cả đều rất là tốt đẹp. Chỉ có cái là bởi vì ban đầu định tổ chức ở ngoài cái liều lớn sân sau của chùa, nhưng mà vì thời tiết mưa gió cho nên phải chuyển vào bên trong hội trường, và chính vì vậy mà cái thời lượng không cho phép để chúng ta phải giới thiệu một cách đầy đủ những cái hội, những cái đoàn thể tổ chức giống như là những cái đại lễ trước đây. Thì đó là một trong những cái sơ sót, nhưng mà chúng tôi tin là trong một cái tình hình thời tiết khó khăn như vậy, quý vị có thể thông cảm và lượng thứ cho những cái sơ sót của ban tổ chức. Cái điều mà chúng tôi muốn thưa ở đây là do cái đức độ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, cho nên suốt thời gian đại hội mọi chuyện đều được tốt đẹp. Chúng ta không có thuê security trong suốt 3 ngày đại hội, chỉ đến cái ngày lễ 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 đó. Nhưng mà mọi sự đều được tốt đẹp, cho thấy một cái nét rất là nổi bật. Chưa nói đến những cái yếu tố khác. Qua những cái lời đạo từ, thông điệp vân vân của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, chúng ta thấy nó tốt lên cả một cái hùng lực, cả một cái đại bi tâm vô lượng của một người lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và cái hình ảnh của Ngài đã để lại một cái dấu ấn đặc hữu ở trong tâm hồn của tất cả mọi người, nhất là những đại biểu từ nhiều tiểu bang đến tham dự đại hội. Dạ,
Chúng con rất cảm ơn Hòa Thượng đã ban bố cho chúng con về cái sự nhận xét của Hòa Thượng. Chúng con xin đê đầu thăm tạ chư Tôn Đức đã quang lâm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và Phật tử xa gần đã đến chùa Điều Ngự tham dự buổi lễ cầu nguyện cho quốc thế dân an, cho lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn, cho quốc nạn pháp nạn được giải trừ. Kính thưa quý vị, sự thành công của buổi cầu nguyện đó là điều do sự quang lâm của chư Tôn Đức và điều do sự có mặt ủng hộ của tất cả quý quan khách và quý Phật tử xa gần. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã hết lòng ủng hộ cho buổi cầu nguyện. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới vào lúc 4 giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Một thứ bảy nữa cho ba mình.